là những cái phiền não trước hết. Còn đối với thiên ma ba tuần hay thiên ma ngoại đạo ha, dù có những thần thông, có phước báo, nhưng những cái phiền não tham sân si nó vẫn còn, tuy rằng là vi tế hơn phàm phu hay con người chúng ta. Như vậy Như Lai đã diệt tận vô minh và làm cho minh sanh khởi, cũng như gà con phá vỏ trứng để thoát ra ngoài ánh sáng vậy. Đức Phật ngài ví ha, ví ngài như gà con đã phá cái vỏ ha, cái vỏ trứng, cũng như ngài phá cái màn vô minh chứng quả vị Phật rồi. Như Lai tự biết việc cần làm đã làm xong, sẽ không còn tái sanh nữa ha, vì ông ta hỏi ha, nghe nói Đức Phật ngài không còn tái sanh nữa, có phải đúng hay không? Đức Phật ngài trả lời đúng, cũng giống như là gà con ha, đã phá vỡ cái vỏ trứng rồi, thoát ra ngoài rồi, Đức Phật cũng vậy, phá vỡ cái màn vô minh và chứng quả vị Phật rồi, không còn tái sanh nữa. Thì đến đây chúng tôi xin mở mặt chút xíu để chúng ta hiểu rõ cái sự tái sanh như thế nào và vì sao. Khoan nói những đời sau, hiện tại nè, khi chúng ta dính mắc một cái gì đó, chúng ta đều mong muốn có cái vật đó hoài mãi. Lấy cái ví dụ như một cái người nào mà nghiện hút thuốc chẳng hạn, lúc mới sinh ra thì chưa có nghiện hút thuốc, nhưng mà lớn lên giao du với bạn bè ngoài xã hội một thời gian sau bị nghiện hút thuốc chẳng hạn. Khi mà nghiện hút thuốc rồi, như ở Mỹ chẳng hạn, đi đến chỗ những cái gas station chỗ đổ xăng những tiệm đó đó thường có bán thuốc thuốc hút á, thì ghé vô vừa đổ xăng mà vừa mua thuốc hút, bị nghiện quen rồi. Hoặc là uống cà phê cũng vậy đó người nào đi làm buổi sáng sớm hoặc là ngay cả uống trà cũng vậy, thành cái thói quen mà mình không bỏ được á, mà mình phải gọi là lệ thuộc vào những cái đồ đó, những cái vật đó, những món ăn thức uống đó. Chúng tôi muốn nói những điều đó để chúng ta thấy rằng nó rất là gần gũi chúng ta ha, rất là thiết thực, chứ không phải cái chuyện mà bị trói buộc cái chuyện xa gì đâu ha. Thì giả sử như nãy tôi đề cập đến á, nếu mà mình nghiện hút thuốc hay nghiện uống cà phê ha, mình bị lừa thuộc ha, một ngày nào mình không uống một cái ly cà phê, ngày đó mình cảm thấy nó thiếu gì đó, cảm thấy bực dọc gì đó, hoặc một điếu thuốc cũng vậy, thành ra thói quen rồi nên khó bỏ không được, nên bị trói vào cái điếu thuốc đó, bị trói vào cái ly cà phê đó. Còn mình nếu không có bị cái tập khí đó đó, cái thói quen đó, mình đổ xăng, mình bước vào tiệm đó, mình không có cần mua thuốc, đâu có cần mất tiền, tốn tiền, hoặc là sau này sợ bị bệnh lao phổi, hoặc là uống cà phê có thể ảnh hưởng đến bộ não của mình, vân vân. Đó là mình được giải thoát. Giải thoát là mình không bị trói buộc bởi những cái thức ăn, nước uống đó đó. Chúng tôi đơn cử để quý vị thấy rõ đó, là khi mình bị nghiện rồi, khoan nói chuyện nghiện cờ bạc rượu chè, những cái vấn đề mà nhỏ đi thì mình cũng bị trói buộc trong đó, bị dướng mắc trong đó. Mà Đức Phật ngài dạy chúng ta giống như là con tầm á, nhã tơ, tầm nhã tơ rồi, những cái giờ tơ đó đó nó trói lại nó. Mình cũng vậy, khi mình mới sinh ra mình chưa có huân tập những tập khí đó, những thói quen đó, vì giao du với bạn bè giao tiếp với người này người nọ, làm việc trong xã hội vân vân, thì từ từ mình huân tập những cái thói quen đó. Và đương nhiên những thói quen tốt cũng vậy, quan trọng chính là sao trong đạo Phật, nhất là trong thiền tông á, là không có dính mắc cái gì hết á, thì tâm mình mới nhẹ nhàng, mới thanh thản. Cho nên các vị thiền sư thường ví tâm của các ngài nhẹ như cloud, là mây đó, mây trôi đó. Còn đối với tâm chúng ta ha, cũng giống như những cục đá, những tảng đá ha, đặt đồ dính đó, có thể hàng
trăm năm, hàng ngàn năm hơn, có thể ở một chỗ thôi. Còn đối với các ngài đó, tâm các ngài nhẹ nhàng, thanh thản, như mây trôi vậy đó, không có sự dính mắc. Thì nhờ vậy đó, không có sự dính mắc thì tâm mới nhẹ nhàng, có cái cách nhìn thoáng hơn, có cái cuộc sống nó nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Tôi nhớ những cái bài kệ của các vị thiền sư cũng liên hệ đến đến mây đó. Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Đại khái cái ý là thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh là cái cây trúc vàng ha, và cái âm thanh của con chim hót á, nó không phải là cảnh bên ngoài. Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân, bạch vân là mây trắng ha, minh nguyệt là mặt trăng sáng, lộ toàn chân. Các ngài ngồi quán chiếu như vậy đó ha. Cái trúc vàng, cái âm thanh của chim hót, nó không phải cảnh bên ngoài, tất cả là do tâm của mình động, mình mới thấy những cái cảnh đó động. Rồi nhìn lên trên trời ha, mây trắng ha, mây trắng trăng thanh đó, lộ toàn chân. Toàn chân là chân tâm của mình, tâm thanh tịnh của mình. Nên các ngài thường lấy ví dụ ha, tâm nó nhẹ nhàng thanh thản như mây vậy đó ha. Rồi trở lại đó, chúng ta thấy đó, khi chúng ta không còn dính mắc á, thì chắc chắn á, bất cứ gì đó thì tâm nó nhẹ nhàng. Mình không có cần thiết phải bỏ tiền bạc ha, như tôi trình bày đó, mua điếu thuốc hay là uống cà phê hay là gì đó đó ha. Khoan nói cái chuyện tái sanh là do chúng ta đắm trước vào, ta dính mắc vào, chúng ta nghĩ có cái thân thật, cái thân này là thật, mà khi tan hoại rồi, chúng ta tìm cái thân khác. Cho nên sau khi Đức Phật ngài thành Phật xong, thì ngài mới nói rằng là ta không còn là người xây nhà nữa, còn đối với chúng sanh chúng ta đó là vẫn còn là người xây nhà, nghĩa là mất cái thân này rồi tìm cái thân khác. Dẫu là thân ở của chư thiên ở trên trời hay thân của loài người, họ nhiều khi vì đắm trước quá cho nên nhiều khi cũng đi lạc xuống, loài súc sanh, ngạ quỷ vân vân, nếu không có trí huệ. Cho nên chúng ta thấy đó, giả sử như chúng ta đem cái đồng hồ chẳng hạn ha, đeo quen rồi, đúng không? Thì khi bữa nào đó cái đồng hồ nó bị rớt xuống, bị hư, chúng ta cũng bực tức, nếu có tiền chúng ta mua cái đồng hồ khác hay cái laptop khác vân vân, chúng ta tìm lại. Cũng vậy, cái thân này vì chúng ta thấy là thật, cuộc đời là thật, cho nên khi nó mất rồi chúng ta phải đi tìm cái thân khác trong vòng 49 ngày đó. Nên lý do tại sao mà đối với trong Đạo Phật Đại Thừa của chúng ta đó ha, sau khi mà người nào mất, chúng ta phải tụng kinh cho họ, niệm Phật cho họ trong 8 tiếng và trong 49 ngày đêm là chỗ đó đó, để họ hướng tâm về cổ lành, cổ thiện, hoặc nếu có duyên lành phước lớn ha, niệm Phật được qua cõi Phật. Nếu chưa có đủ cái thiện duyên, chưa đủ cái căn lành, có thể khởi cái tâm lành thiện khi nghe người thân, khi nghe em chư tăng ha, đọc kinh hay niệm Phật ha, thì khởi tâm lành thiện đó quay trở lại cảnh giới của người hay sanh lĩnh của trời. Thì Đức Phật ngài dạy đó, đối với phàm phu chúng ta đó, nếu chúng ta vẫn còn nằm trong vòng sanh tử luân hồi đó, thì tốt nhất thạo duyên phước lành thiện đi, để mình hưởng cái phước báo trời người, để có cơ hội được gặp Phật pháp, cơ hội để tạo phước, cơ hội để tu huệ. Chứ nếu mà lỡ sanh vào loài là ngạ quỷ, đối khác quá, hay là súc sanh si mê quá, không có cơ hội để mà tu tập như con người chúng ta nữa. Nên ở đây đó, Đức Phật ngài nhắc lại đó, ngài không còn tái sanh nữa do ngài không dính mắc. Còn lý do tại sao chúng ta còn tái sanh là vì chúng ta còn dính mắc, dính mắc vào cái thân của mình, dính mắc vào tài sản của cải của mình,
dính mắc vào con cái, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, bất cứ cái gì chúng ta dính mắc là chúng ta có sự trói buộc trong đó. Có sự trói buộc trong đó thì chúng ta sau khi xả bỏ thân này, chúng ta sẽ tìm cái thân khác để chúng ta trở lại của ngày nữa, vì nó quen rồi, vì chúng ta bị nhiễm rồi. Cũng như cái người nãy tôi ví dụ đã nghiện hút thuốc rồi, nghiện uống cà phê rồi, khoan nói chuyện mà nghiện cờ bạc, đồ chè gì đó đó, thì đã nghiện rồi, thì rất là khó bỏ, cứ quay trở lại hoài ở chỗ đó, cho đến khi nào chúng ta chấp nhận được những cái điều đó nó không có đáng, chúng ta buông xả thì chúng ta mới có sự an lạc. Vì cái gì tại sao mà các vị thánh A-la-hán các ngài không còn dính mắc, cho nên các ngài ra vô sanh tử tự tại, ngay cả các vị Bồ Tát cũng vậy, các ngài phát nguyện ra vô sanh tử để mà độ sanh, độ chúng sanh chúng ta, còn chúng ta là dính mắc hết cái này cái nọ, nên chúng ta cứ bị trôi lăn, cứ bị trói buộc. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta phải hiểu đó, khổ từ đó mà ra, an lạc tự tại cũng từ đó mà ra. Nên thỉnh thoảng chúng tôi có nói cái điều mà một vị thiền sinh hỏi một vị thầy đó, xin ngài dạy con cái pháp giải thoát, thì ngài hỏi lại ai trói buộc ông, thì chúng ta thấy đó đa phần là tự mình trói mình, tự mình huân tập những tập khí này tập khí nọ, rồi trói mình trong đó. Như nãy tôi trình bày đó, lúc chúng ta mới sinh ra chúng ta không có cái tập khí hút thuốc, tập khí uống rượu hay là uống cà phê vân vân, mà vì chúng ta từ từ lớn chúng ta tập thành những thói quen đó, thành ra là cái tập khí rất là khó bỏ, khó gỡ. Chính mình trói mình chứ không ai trói mình. Đức Phật hay chư tổ nhắc mình đừng buông xả, để mình không có dính mắc. Và ngay cả đương nhiên những cái chuyện mà nghiện nghiện cờ bạc rượu chè vân vân, người thế gian ngoài đời cũng có những cái cách thức để mà trị những cái căn bệnh nghiện đó, nhưng mà chính người đó, chính người bị nghiện đó như học cờ bạc hoặc rượu chè đó, phải muốn dứt khoát, phải muốn tránh bỏ những cái nghiện ngập đó thì mới cố gắng bỏ được, chứ bằng không chỉ dùng cách này cách nọ rồi người ta nói cái câu là ngựa quen đường cũ thôi. Trở lại đó, chúng tôi muốn nói đó, Đức Phật ngài nhắc lại đó, vì ngài không còn dính mắc điều gì, cho nên ngài không còn tái sanh trong cõi ta bà này nữa. Chư thánh cũng vậy, chư tổ cũng vậy, chứ không phải chỉ riêng ngài, chính bản thân chúng ta cũng vậy. Chúng ta được cởi trói cái nào, chúng ta được nhẹ nhàng thanh thản cái đó. Như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật ngài dạy đó, cũng từ cái sáu căn này, mắt tai mũi lưỡi thân ý này, nó làm khổ mình, nó trói buộc mình, nhưng cũng từ sáu căn này, mắt tai mũi lưỡi thân ý này, nếu mà chúng ta biết tu cho sẽ được cái sự giải thoát. Mắt mình không có dính mắt sắc là đó là giải thoát rồi. Tai mình nghe tiếng, dù tiếng khen tiếng chê mình không có động tâm, đó mình giải thoát. Thức ăn gần gũi nhất là việc ăn uống của chúng ta, ăn cái gì cũng được, miễn sao nó có chất dinh dưỡng để dưỡng cái thân mình nó già yếu bệnh hoạn đủ rồi, thì chúng ta tự tại, chúng ta nhẹ nhàng, không có làm khổ mình, không có làm khổ người khác. Đó chính là cái sự tự tại trong hiện đời, khoan nói những đời tương lai, đời sau này. Cho nên quý vị thấy đó, chư tổ ha, chư thánh, các vị thường sư các ngài khi sống cũng thanh thản tự tại, và khi mất các ngài cũng nhẹ nhàng thanh thản. Còn đối với chúng ta sống ta dính cái này cái nọ thì đương nhiên mất chúng ta cũng phải dính, dính rồi chúng ta phải quay trở lại, cũng giống như là tối đi ngủ sáng sớm thức dậy mình nhớ cái này nhớ cái nọ, thích món ăn này, thích món ăn nọ vân vân, cứ dính mắc, cứ trói buộc trong đó, cho nên cứ lòng vòng lẫn quẩn ở chỗ đó. Rồi kế đến đó, ông ta hỏi: thưa ngài Gotama, ngài quả là bậc thế tôn, bậc vô thượng, bậc lãnh đạo sáng suốt,
Con xin Ngài hoan hỷ thu nhận con làm đệ tử tại gia từ nay cho đến trọn đời. Và con xin Ngài và Thánh chúng hãy nhập hạ năm nay tại vườn xoài nhà con, và sẽ chu cấp mọi vật dụng cần thiết. Thì sau khi mà ông ta hỏi những câu hỏi này, Đức Phật Ngài trả lời thích đáng cho ông ta. Ngài là Phật đại giác, tự tại giải thoát an lạc rồi, không còn dính mắc những cái trần cảnh bên ngoài. Thì nhờ đó ông ta mới phát tâm quy Ngài, phát tâm làm đệ tử, và cung thỉnh Ngài và chư thánh chúng đến nhập hạ ở vườn xoài của ông ta, và ông ta sẽ chu cấp những vật dụng cần thiết. Thì chúng ta thấy đó, do sự tu tập như vậy, do cái đức độ như vậy đó, nên khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp cho đại chúng hay cho bất cứ ai đó, Ngài làm cho người thính chúng, cái người nghe đó cảm nhận được lời dạy chân thật của Ngài và cái sự tự tại giải thoát an lạc của Ngài đó, cho nên họ mới phát tâm quy Ngài đó. Đức Phật chấp thuận bằng sự im lặng, nhưng ông trưởng giả này thường bận rộn với việc đi xa buôn bán, ít khi có mặt ở nhà. Trong khi đó nạn đói xảy ra tại vùng này ngay trong mùa an cư, thì ông ta cũng có tâm thành. Sau khi nghe Đức Phật Ngài giải thích những câu hỏi của ông ta xong, ông ta phát tâm muốn quy Tam Bảo, muốn làm đệ tử, và phát tâm muốn cúng dường Phật và chư Thánh trong cái mùa hạ đó. Nhưng mà vì ông ta bận rộn làm ăn buôn bán nên sự ông ta quên đi. Mà trong lúc đó đó, cái nạn đói xảy ra tại trong vùng đó, trong cái mùa an cư của chư Tăng. Lúc đó các vị Tăng trong thời đó đó thân thảo với nhau là thức ăn khất thực mỗi ngày càng lúc càng hiếm. Có những vị đi khất thực về với cái bình bát rỗng không, rồi các vị phải ngồi đi nhau, ngồi chung với nhau, chia nhau những thức ăn đã khất được. Thì chúng ta thấy đó, thời xưa đó không phải khác với thời này, nhất là các vị bên Nam Tông theo cái truyền thống và cái bến bây giờ đó, đi khất thực một buổi sáng hoặc buổi trưa đó, nếu mà đi khất thực mà không có thức ăn đó, thì phải trở về ngồi thiền nhịn đói ngày đó. Đó là bên truyền thống Nam Tông, bất cứ ai cho cái gì, thức ăn mặn hay thức ăn chay gì cũng đều nhận hết mà không có phân biệt. Và sáng đêm tôi xin kể câu chuyện nữa. Có một vị thầy cũng tôi nghĩ cũng trên dưới 10 năm rồi, thì có một lần đến tu viện chúng tôi ở Corden, Indiana đó. Vị này người Mỹ tu theo Nam Tông, thì vị này mới kể rằng nó là có một lần nọ đó, không biết đi đâu rồi ghé qua San Francisco Airport đó, là phi trường ở San Francisco, California đó. Thì đến giờ trưa đó, vị này cầm cái bát, cái bình bát đó, đứng giữa cái phi trường vậy đó. Thì vì với cái ý là muốn khất thực đó, vì ở xứ Mỹ này người ta không có biết biết truyền thống Nam Tông các vị tăng là khi khất thực như vậy, nên vị này nói rằng là cầm cái bình bát đó đứng giữa phi trường, rồi người này qua người kia lại đi qua đi lại. Rốt cuộc vì họ không biết vị này đứng làm gì đó, nên họ không để ý, không cho gì hết trơn. Thì buổi trưa đó vị này phải nhịn đói. Đó theo truyền thống Nam Tông là sau buổi chiều là không có ăn được. Và cho nên các vị vẫn còn giữ được truyền thống đó. Rồi cũng có những vị trong thời Đức Phật còn tại thế đó, tu theo gọi là 12 hạnh đồ đà, như Ngài Ca Diếp chẳng hạn. Một trong cái hạnh đồ đà là đi thực ở 7 căn nhà. Nếu mà trong 7 căn nhà đó có ai cho đó thì dùng, còn nếu mà không có, qua 7 căn nhà đó mà không có ai cho đó, thì chẳng thì bữa đó nhịn đói không có ăn.
Và chúng ta hiểu không, lý do tại sao Đức Phật Ngài dạy không, đối với chư tăng phải ăn buổi trưa, ăn ngàn bữa là cũng là trung đạo không, nếu ăn nhiều quá đó không thì cũng khó lòng mà tu tập không, cũng làm phiền cho các vị đàn na tinh thí cứ nghĩ buổi sáng mà các vị đi khất thực, rồi buổi trưa đi khất thực, chiều tối khất thực nữa, vừa bận rộn cái việc ăn uống, chỉ chính bản thân mình khiến cho những tính thí cũng bận rộn đó. Ngay cả trong chùa cũng vậy ha, sáng lo bữa ăn sáng, rồi trưa bữa ăn trưa, rồi chiều lo bữa ăn chiều, làm cho chúng ta cứ nghĩ việc ăn uống không thôi, không có thời gian để chúng ta tu tập, không thời gian để nghiên cứu kinh điển hay tụng kinh vân vân. Cho nên Đức Phật Ngài dạy đó, nhịn đói là không có được. Đừng có là bị dính hai bên, một là quá hưởng thụ, một bên là quá khổ hạnh ép sát với trung đạo ở chỗ đó. Vì Ngài đã trải qua những giai đoạn đó, giai đoạn làm thái tử là hưởng dục lạc ha, rồi giai đoạn mà Ngài tu khổ hạnh ép sát xong 6 năm á, Ngài thấy rõ ha, hai cái thái cực đó không có đem lại gì cả, cho nên Ngài mới chạy chư tăng ha, người xuất gia ăn trưa một ngày một bữa để giữ cái sức này thôi, trừ khi bệnh hoạn, nếu thân bệnh thì có thể có những cái trường hợp đặc biệt, tiếng Anh gọi exception. Nên quan trọng chính là ăn để mà sống, để mà dưỡng cái thân này, để mà tu tập. Thì ở trở lại đây đó, có những cái vị trong cái mùa hạ đó đó vì gặp nạn đối khác trong cái vùng, cho nên các vị không có khất thực đủ, cho nên đôi khi cũng phải nhịn đói mà hành thiền, mà tu tập hoặc là khất thực đôi chút rồi chia với nhau, rồi dân chúng biết năm đó đó mất mùa, kho lúa dự trữ có, chính quyền địa phương cũng cạn, sắp cạn, và chính quyền địa phương cũng cấp thẻ cứu trợ thực phẩm cho người dân, người dân không có đủ ăn làm gì, có sự cúng dường. Và trong cái năm đó là có số lượng khoảng hơn 500 vị tăng nhập hạ, và cái số lượng đó đó quá nhiều đối với dân chúng trong làng. Và Ngài Mục Kiền Liên đề nghị thỉnh Đức Phật về những cái làng khác đó, ở miền Nam để tiếp tục an cư, vì ở đó không có bị nạn đói. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng không có nên làm vậy, đâu phải chỉ có mình bị đói không thôi, mà dân chúng cũng bị vậy, trừ những cái nhà giàu. Còn nếu mà mình bỏ đi, không có chia sẻ những khó khăn của dân chúng, thì làm sao cảm thông được những sự khổ của họ. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy Ngài Mục Kiền Liên cũng như đại chúng ở lại an cư cho hết mùa hạ đó. Có những hôm Ngài A Nan đó, Ngài đến nhà cũng một vị gia chủ mượn cái cối, những cái vị nào mà đi khất thực á, hoặc là gạo hoặc là lúa mạch vân vân, đem về giả ra, rã xay ra, cũng như mình xay ra bột đó, rồi chia ra với nhau. Đức Phật Ngài thấy Ngài đang cũng như các vị khác mà khi khất thực mà được những cái lúa mạch về như vậy đó, Đức Phật Ngài mới hỏi hôm nay ông đi khất thực á, được những gì mà còn đến chia sẻ với ta cũng như là đại chúng. Thì Ngài A Nan mới thưa rằng là bạch Thế Tôn, đây là lúa mạch được con giả sạch trấu và sàng kỹ lưỡng, nên có thể cúng dường cho Phật cũng như đại chúng được. Và Đức Phật Ngài tán thán công đức của Ngài A Nan, và Ngài A Nan mới bạch Đức Phật thêm là có một vị thương gia buôn ngựa từ xứ xa ở miền Bắc đến, đem theo 500 con ngựa hiện đang ở trong cái làng này. Mỗi sáng con đến nhà ông ta để khất thực, và ông ta hỏi chuyện biết là
500 vị tăng cùng với Đức Phật trang an cư nhập hạ trong vùng này, nhưng không có ai hỗ trợ, nên ông thương gia mới nói rằng đó, nếu bữa nào mà không có khất thực được thức ăn gì đó thì đến đây tôi sẽ cúng dường cho mỗi vị một bụng tai lúa mạch cho ăn đỡ đói. Lúa mạch này đó được dự trữ cho ngựa ăn, nhưng phẩm chất tốt, có thể giả trối rồi sàng sảy sạch sẽ để cho người ăn sẽ được bổ dưỡng. Đó, cho nên ngài A Nan ngài thất thực đem về những cái lúa mạch mà lúa mạch của ngựa đó để cúng dường Phật cũng như đại chúng á. Đức Phật ngài dạy những cái điều đó để chúng ta thấy rằng nó không phải là chỉ hưởng những cái thức ăn ngon mà tín chúng ha, tín đồ cúng dường mà bất cứ cái gì họ cho đều phải nhận hết, và nhất là phải biết cái sự mà chia bùi sẻ ngọt với cái sự khổ đau trong cái nạn đói đó. Và cũng trong cái lần đó đó, Đức Phật ngài dạy cho chư tăng những cái điều giới quan trọng liên hệ với giới pháp của người xuất gia. Một lần đó đó thì ngài Xá Lợi Phất ngài đến hầu Phật cung kính Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của vị Phật nào tồn tại lâu dài và giáo pháp của vị nào không tồn tại lâu dài. Ngài Xá Lợi Phất hỏi đó, giáo pháp của vị Phật nào được tồn tại lâu dài hay là vị nào không tồn tại lâu dài đó. Thì Đức Phật ngài dạy ngài Xá Lợi Phất đó, giáo pháp của chư Phật như Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Thì Xá Phù không tồn tại lâu dài. Còn giáo pháp của chư Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm và Ca Diếp tồn tại lâu dài. Phật Pháp có tồn tại lâu dài hay không thì theo nếp sống kỷ cương của giới xuất gia, do đó cũng tùy theo các giới luật căn bản được ban hành. Thì Phật ngài giải thích cho ngài Xá Lợi Phất nghe hiểu hết. Những giáo pháp của các vị Phật nào mà tồn tại lâu dài là do cái nếp sống kỷ cương, nếp sống giới luật của các vị xuất gia được rõ ràng, được bền chắc đó, thì giáo pháp của những vị Phật đó lâu dài. Bạch Đức Thế Tôn, tức là lời của ngài Xá Lợi Phất đó, ngài mới thưa rằng nếu như vậy chúng con xin thỉnh cầu Đức Thế Tôn hoan hỷ thiết chế và ban hành đầy đủ giới luật để làm mẫu mực ngàn đời cho giới xuất gia. Ngài Xá Lợi Phất nghe như vậy đó, ngài mới thỉnh Đức Phật ngài thuyết giới. Thì Đức Phật ngài dạy rằng chưa được đâu, này Xá Lợi Phất, giới luật không thể do một người lập ra đầy đủ trong một ngày. Hãy nhẫn nại, chừng nào có những vụng dại lỗi lầm phát sanh trong tăng chúng, lúc ấy mới nên ban hành những giới luật nghiêm khắc. Khi thấy các giới điều đã đầy đủ, ta sẽ ban hành giới bổn và cụ túc giới. Ở đây đó, chúng ta thấy đó, Đức Phật đó, ngài có tùy duyên. Sau khi mà ngài Xá Lợi Phất đó, nghe Đức Phật ngài dạy đó, những cái giáo pháp của những vị Phật nào mà có cái giới luật đàng hoàng nghiêm khắc đó, thì cái giáo pháp của những vị Phật đó mới lâu dài, mới bền vững. Nên ngài Xá Lợi Phất mới thỉnh Phật ban truyền giới pháp. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng là chưa đúng lúc. Khi nào mà có ai phạm dìu gió đó thì mới ban, thì mới lập ra những giới pháp đó mới thích hợp hơn. Chúng ta thấy đó, Đức Phật ngài tùy theo cái duyên của chúng sanh, chúng sanh có căn cơ như thế nào thì ngài dựa vào cái căn cơ đó mà độ họ, mà dạy họ. Nhất là đối với người xuất gia đó, trong những cái năm đầu là đa phần những cái vị xuất gia là có cái tính tâm thâm sâu hay có duyên lành thâm sâu với Đức Phật, có căn cơ bậc thượng căn thượng trí đó, nên đa phần các ngài nghe những lời Phật dạy là chứng thánh quả liền. Cho nên Đức Phật ngài chưa có chớ giới rõ ràng.
Giới là những cái điều mà